Bứt phá trên cao tốc Bắc Nam đoạn Vĩnh Hảo Phan Thiết, chỉ còn chưa đầy 3 tuần nữa là đến hạn thông tuyến theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ. Tại công trường dài 200 km thuộc hai dự án thành phần cao tốc Bắc Nam, phía đông là Vĩnh Hảo Phan Thiết và Phan Thiết Dầu Dây, không khí thi công rất khẩn trương, hối hả. Cả ban quản lý dự án 7, chủ đầu tư dự án thành phần Vĩnh Hảo Phan Thiết và ban quản lý dự án Thăng Long, chủ đầu tư dự án thành phần Phan Thiết Dầu Dây cùng lực lượng tư vấn giám sát và các nhà thầu đã tung vào công trường những lực lượng tinh nhuệ nhất bám công trường, chờ đợi thời tiết thuận lợi để dồn ra mặt đường thi công 3K4 kíp. Tại các gói thầu xây lắp đang là những đường găng tiến độ của cả hai dự án như gói thầu số 4, gói thầu số 1 dự án thành phần Phan Thiết Dầu Dây, gói thầu số 3, gói thầu số 4 dự án Vĩnh Hảo Phan Thiết. Đích thân Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc các doanh nghiệp xây lắp lớn trong ngành giao thông như ông Lương Minh Tường Phúc Lộc Cienco 8, Bùi Phi Hùng Cienco 6, Thái Trường Giang Công ty Cổ phần Hải Đăng, thường xuyên bám công trường để trực tiếp đốc chiến. Tại gói thầu số 4, dự án thành phần Phan Thiết Dầu Dây do liên danh Tổng Công ty Xây dựng Thăng Long Cienco 6 thi công, trên công địa dài chưa tới 16 km, các nhà thầu đã huy động một lượng thiết bị khổng lồ gồm 50 xe lu, 100 xe tải, 20 máy xúc, 5 dây chuyền giải cấp phối đá răm và cấp phối đá răm gia cố xi măng, 2 dây chuyền thảm bê tông asphalt. Do đến tháng 9 năm 2022, các nhà thầu tại gói thầu này mới tiếp cận đủ nguồn đất đắp, nên gói thầu số 4 hiện còn khoảng 15.000 mét khối đất đắp để hoàn thiện toàn bộ nền đường. Khối lượng này không lớn, nhưng nằm rải rác nhiều vị trí, cộng với điều kiện thời tiết mưa nhiều bất thường, nên đây đang là đường găng tiến độ của gói thầu số 4. Để kịp tiến độ thông tuyến, có những đoạn thi công nền đường dài chưa tới 300 mét đã ken dày tới 20 xe lu, 5 máy xúc, 2 dây chuyền thảm. Nhiều máy lu, nhà thầu bố trí tới 2-3 lái thay nhau đổi ca thi công liên tục. Lái máy rời cabin là vào ngay lán tạm vệ đường để ăn giữa ca rồi tranh thủ chợp mắt trước khi vào ca tiếp theo.